Lo. Em kia đi chưa à? Em vào đi ăn đi chưa à? Bảo sao mà đi mạch mộc xong đéo đến em đi nữa. Nghe mạch mộc tôi sợ lắm rồi đấy. Nghe mạch mộc sợ rồi đấy. Leo đỉnh này nó ghê lắm rồi. Mạch mộc 3 ngày có khi đỡ hơn. Còn đường đấy. Trường nó mang. Tôi tưởng ông mang mà tôi tìm hai cha có thấy đâu. Tôi không khát mà chờ nó cầm. Ông Hoàng đi theo đi tới đéo được, ông Hoàng đòi đi lên.
cháu mệt, mỏi chân. Mà mình phát.